Dáng người dong dỏng cao, hùng vĩ, mắt sáng quắc, với một niềm tin mãnh liệt, lối nhìn thẳng, sắc và sâu thăm thẳm, trán rộng, cằm nở, nét mặt trầm mặc cương nghị, tiếng nói uy nghiêm, hòa ấm, thân mật. Nụ cười cởi mở, tấm lòng khoan dung độ lượng, đó là những nét độc đáo của một nhân dáng siêu phàm, một bậc thầy tôn quý, một đấng sinh thành của môn phái võ đạo, với sự duy trì, bảo vệ và phát triển truyền thống võ đạo hào hùng, bất khuất của dân tộc Việt. Một người tiên phong đầy khai phá tính và sáng tạo tính trong cuộc chinh phục vĩ đại nhất của thế kỷ, vượt thắng sự hèn yếu của thể chất và tinh thần con người trước mọi trường hợp và nghịch cảnh. Nhân cách siêu phàm đó chính là hình ảnh bất diệt của cố võ sư Nguyễn Lộc, vị sáng tổ của môn phái võ thuật Võ Vi Nam Việt võ đạo. Lấy môn vật cổ truyền làm nòng cốt, rút tỉa những ưu khuyết điểm, gạn lọc, khai thác mọi tinh hoa võ thuật mà ông đã học hỏi để sáng tạo ra một môn phái riêng với tên gọi Võ Vi Nam. Ông đề xướng chủ thuyết cách mạng tâm thân để hướng dẫn môn sinh về cả hai phương diện, tâm hồn và thân chất. Đối với ông, con người lý tưởng phải nghĩa hiệp, quật cường, nghị lực, quả cảm, vị tha, độ lượng, trong sạch, giản dị, cường quyết, tự trọng, cùng với một thân thể cường tráng, vững chắc và một sức lực dẻo dai, không những có đầy đủ khả năng tự vệ mà còn có thể vươn tay cứu đời. Võ sư Nguyễn Lộc là người rất nghiêm nghị nhưng cũng rất cởi mở và phóng khoáng. Ông chủ trương cải tiến văn hóa, sống văn minh, từ chối mọi câu nệ hù hóa và quan lại. Võ Vi Nam không giấu giếm, không huyền bí, không chọn lọc hoặc dành riêng cho một nhóm người nào. Chính vì thế, ông dạy môn sinh luôn hành xử thẳng thắn, diễn đạt dõng dạc, xử sự phóng khoáng độ lượng, và lấy sự hùng dũng của con nhà võ làm căn bản. Võ sư Nguyễn Lộc từ dã cõi trần ngày 30 tháng 4 năm 1960 tại Sài Gòn. Tuy chỉ hưởng dương 48 tuổi, nhưng ông đã để lại một sự nghiệp phi thường cho nhân loại. Có thể ông ra đi chưa đạt được toại nguyện, nhưng các truyền nhân của ông đã thực hiện được ý nguyện và mục đích mà ông hằng ấp ủ, đó là xây dựng môn phái Võ Vi Nam thành một đại phái, một bộ môn võ thuật đi vào quảng đại quần chúng với một nền triết lý sống lấy con người làm trọng tâm. Ngày nay, môn phái Võ Vi Nam Việt võ đạo đã trở thành một trong những biểu tượng văn hóa Việt Nam được phổ biến khắp thế giới. Võ sư Nguyễn Lộc đã để lại cho đời một nền văn hóa võ thuật quý giá và đã đào tạo được những thế hệ thanh thiếu niên ưu tú, tràn đầy lý tưởng, đầy đủ khả năng để có thể thay thế ông, tiếp tục mở rộng con đường mà ông đã vạch ra. Thương nhớ bình